Hey yo! Chào mừng các bạn đến với kênh tập luyện của Tùng Phá Lùng. Đây là kênh tập luyện dành cho những người bị chứng cân và khó giảm cân số 1 của Việt Nam. Và không còn chần chừ gì nữa, hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau cùng với các huấn luyện viên xinh đẹp của Tùng Nguyễn đây. Và đương nhiên rồi thì Tùng Phá Lùng vẫn là xinh đẹp nhất. Chúng ta hãy cùng nhau đánh bay mỡ thừa ở bụng và làm sao có một cái mông chúng ta phải mẩy hơn. Mẩy hơn, mẩy hơn và mẩy hơn. Cùng nhau có một cái mông mẩy hơn, ngon hơn. Yeah. Động tác đầu tiên của chúng ta thì ngay lập tức là chúng ta sẽ tập một bài mà không thể thiếu được trong chân mông đấy là squat King of Dream. Nào chúng ta bắt đầu, hãy để tay đây ạ. Và chúng ta xuống hít sâu. Lên chúng ta gồng và hát ra. Một. Đó. Hai. Chúng ta tập như vậy, chúng ta không chơi theo thời gian nhá. Chúng ta sẽ chơi theo động tác. Mỗi một động tác chúng ta sẽ tập thành 20 lần và chúng ta tập thành 4 hiệp. Như vậy là như thế nào ạ? Mỗi một động tác như vậy là chúng ta tập thành 80 lần. Yeah. 6. Đó. 7. Các bạn để ý nhá, cái phiếm khớp gối của chúng ta này, gối của chúng ta sẽ mở theo phiếm mũi chân của chúng ta. Và lên thì chúng ta thở hắt ra, lên. Xuống, lên. Và đồng thời thì chúng ta siết mông vào. Yes, 5 cái nữa nào. 5. 4 nào. 3 nào. 2 cái nữa nào. Cái cuối nào. Rồi, ok. Và chúng ta sẽ nghỉ 20 giây. Chúng ta sẽ nghỉ 20 giây và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tập một tổ hợp nâng cao hơn. Đấy là chúng ta xuống như này và lên chúng ta kiễng chân lên. Ok không ạ? Rồi, chúng ta còn 10 giây nữa. 8 5 4 3 2 1 nào, xuống sâu nào. Lên kiễng chân lên. Đó. Chúng ta kiếm như vậy thì ngay lập tức là chúng ta sẽ ăn được thêm vào bắp chân của chúng ta. Rồi. Tiếp đi ạ. 6. Đó. 10 cái nữa. Nghiêng này. Lưng chúng ta mở ra làm sao? Đồng nghĩa là ngực chúng ta uốn lên. Chúng ta không đổ người về phía trước như này quá nhá. Một số bạn bị như này là sai. 5. Kiếm lên. Thở ra. Xuống, lên. 3 cái nữa nào. 2 cái nữa nào. Cái cuối nào. Rồi, ok. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tập với thắng lực nặng hơn. Đó là chúng ta có một quả tạ như này. Chúng ta chỉ có 20 giây thôi. Và trong lúc cùng nói thì mất mẹ 10 giây rồi. Chúng ta còn 10 giây nữa. Và còn 5 giây nữa. Để hai cái quả tạ này lên vai của chúng ta. 3, 2, 1. Xuống ạ. Lên không kiếng. Đó, xuống sâu. Đó, 4 cái rồi. Tiếp ạ. Rồi, hấp hông về trước. 3. Tiếp ạ. 2. Tiếp. 5 cái nữa nào. Đó là những bài tập giúp cho chúng ta thon gọn phần chân mông và cắt đáy mông rất là tốt. 3 cái nữa. 2 cái nữa. Cái cuối nào. Yes, ok. Và chúng ta nghỉ. Chúng ta lại nghỉ 20 giây và sau đó xong thì chúng ta tiếp tục tập với đúng động tác này luôn một lần nữa. Một tổ hợp như vậy là chúng ta sẽ làm sao? Tập 80 lần. Từ cơ bản lên nâng cao. Chúng ta còn 7 giây nữa. 6 giây nữa. 5 giây nữa. 4 giây nữa. 3 giây nữa. 2 giây nữa. 1 giây nữa. Hết giờ. Yeah. Ok. Chúng ta xuống ạ. Rồi. Huấn luyện viên Quyên sẽ quay ngang người ra. Đó. Các bạn hãy nhìn thấy nhá. Đúng rồi. Đó, chân chúng ta mở rộng ra. Nếu chúng ta có thảm thì hai chân chúng ta dẫm vào hai cái thành thảm. Chúng ta xuống như này ạ. Lên chúng ta siết mông, gồng. Đẩy hông về phía trước một xíu. Đó, chúng ta đẩy hông về phía trước. 10 cái nữa nào. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Tốt. 2. Yes. Và chúng ta vừa xong một bài như vậy. Chúng ta sẽ tiếp tục đến một bài thứ hai. Một bài tập về chân mông cô lập của chúng ta ấy. Thì là chúng ta sẽ tập tổ hợp khoảng tầm 6 bài. Tổ hợp 6 bài. Mỗi bài chúng ta tập như vừa xong 80 lần chia thành 4 hiệp. Mỗi hiệp là 20 lần. Ok chưa ạ? Và thời gian nghỉ giữa mỗi hiệp đó là 20 giây. Tiếp theo bài của thứ 3, bài thứ 2 chúng ta. 1. Và tiếp tục động tác thứ hai của chúng ta lại một tổ hợp nâng cao hơn. Chúng ta hãy bắt đầu với động tác là squat biến thể.
kết hợp lăng kít ạ. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu. 3, xuống, 1, chúng ta đẩy chân ra đằng sau. Yeah. Về, xuống, đẩy ra đằng sau. Đẩy sau. Khi chúng ta bật lên thì chúng ta thở ra, chúng ta chậm chậm thôi nhá. Xuống chậm, chậm thôi. Xuống, xuống. Yes. 10, 9, tốt. 8. Khi chúng ta đẩy mông ra đằng sau, chúng ta đẩy mông ra đằng sau như thế này chẳng hạn này, là nó đang cắt cái phần đáy mông của chúng ta. Đó, nó giúp cho chúng ta phân cái khung kỷ lực đùi với mông ra rất là đẹp. 5, đẩy chân. 4, đẩy chân. 3, đẩy chân. 2, đẩy chân. Yes, cái cuối. Rồi, chúng ta ngay lập tức là chúng ta sẽ nghỉ 20 giây. Nghỉ 20 giây và chúng ta sẽ quay trở lại đúng bài này sau 10 giây nữa. Ok không ạ? Và nhớ là có một cái bình nước ở bên cạnh vì tập chân mông chúng ta nó rất là mỏi, rất là mỏi. 5, 4, 3, và tư thế 2, 1, bắt đầu xuống, đẩy chân. Như thế này mới được tính là một cái. Như thế này mới được tính là hai cái. Đó, tăng, tăng. Đó, như thế này mới được tính là ba cái. Vậy 20 cái đó là như thế nào? Như thế này mới được tính là 4 cái. Yes. Cố lên. Khi chúng ta tập chân mông ấy, đồng nghĩa là sao ạ? Những cái phát đầu của chúng ta các bạn sẽ thấy nó vô cùng dễ dàng. Và đa phần là chỉ khoảng tầm 5 cái cuối là làm chúng ta phải mệt và căng kinh khủng. Và đó là cái nguyên nhân giúp chúng ta tập để săn chắc chân mông nha. Cái cơ già nó được vỡ ra. Cơ già được vỡ ra và lúc đó làm sao? Nó sẽ tái tạo cái cơ mới. Và nó thử thách cái não của mình để cái não nó hiểu là gì ạ? Là tao đang gặp khó khăn. Và lúc đấy nó sẽ phải tăng cái thể lực, tăng cơ cho mình lên. Và làm chúng ta tăng được cái sức bền, tăng được cái nhịp chơi của chúng ta. 5, 4. Và mọi người nhớ nhá, là chúng ta phải luôn luôn nạp đủ lượng đạm đến từ cá, từ gà hay là từ trứng hay là từ thịt bò, thịt lợn. Thịt bò và thịt lợn là loại thịt đỏ nên là chúng ta nạp vào nó cũng vừa phải thôi, không tốt bằng lòng trắng trứng, bằng gà hay là bằng cá đâu. 3, 2, cái cuối nào. Ok. Rồi chúng ta sẽ đến tiếp tục với tổ hợp bài thứ hai với tạ này. Với cái áp lực của tạ làm cho chúng ta sẽ gặp khó khăn hơn, đồng nghĩa là sẽ tập bài tập tốt hơn. Bắt đầu xuống ạ. Xuống, đẩy chân ra đằng sau. Kịch, về nhá. Xuống, kịch, về nhá. Xuống. Đó, chúng ta từ tốn thôi. Chúng ta làm càng nhanh thì đồng nghĩa là nhịp thở chúng ta nó sẽ bị gấp, đúng không ạ? Xuống, bật lên nhịp thở. Xuống, hít, bật lên nhịp thở. Đó. Trong tập gym cái hơi thở nó vô cùng quan trọng. Nó vô cùng quan trọng. Và cái cách tập là làm sao thở như nào có nghĩa là gì? Khi chúng ta phát lực ra thì đồng nghĩa chúng ta thở ra, và ngược lại là khi chúng ta không phát lực thì chúng ta hít vào. Ví dụ chúng ta như này, chúng ta bật lên là chúng ta phải gồng cái chân của chúng ta, có nghĩa là chúng ta phát lực thì chúng ta thở ra. Đó, lại nhá. Đó, chuẩn bị này. Xuống, thở. Năm, bốn, ba. Đó, chúng ta sẽ chơi chọn video luôn. Chúng ta sẽ chơi chọn bộ như này luôn. Cứ thế mà tập theo luôn. 2 và 1. Bặc, rất ngon. Nhiều khi hướng dẫn như này không kìm hãm được cảm xúc, rất ngon. Rồi, chúng ta nghỉ 20 giây. Sau khi Tùng nói rất ngon mà quay lại một vòng thì nó mất 40 giây rồi. Nên chúng ta còn 10 giây nữa thôi. Chúng ta cầm tạ lên là chúng ta mất 5 giây nữa. Các bạn cầm tạ lên đi ạ. 3, 2, 1, bắt đầu. 1, đập chậm rồi. Đập chậm rồi. 2, bật thẳng người lên. Đúng rồi. Yes, chúng ta được 4 nhịp rồi. Ok. Chúng ta còn 6 lần nữa. 1. Như thế này tính là 1 lần. 2. Như này cũng tính là 2 lần. 3. Đầm đìa mồ hôi rồi. 2. Chả mấy khi không phải tập. 1. Cái nữa nào, mỏi rồi đúng không? Mỏi rồi đúng không? Cố thêm một cái nữa. Bo nốt thêm một cái nữa. Rồi, ok.
Hey Joe, chúng ta đã đến giữa bài tập và các bạn nhìn thấy không? Các học viên, các huấn luyện viên của Tùng, Quyên, Linh và Thủy đầm đìa mồ hôi, nước nôi tràn trề luôn và vô cùng quyến rũ. Nếu các bạn muốn được body đẹp như vậy, bụng thon gọn và mông ngon như vậy, hãy like, subscribe và tập theo kênh tập luyện của Tùng Pháo Đùng. Và đừng quên đăng ký ngay khóa coach online của Tùng Pháo Đùng Style. Đây là một khóa coach giúp cho các bạn giảm cân, giảm mỡ hiệu quả. Và nếu không mất được từ 2 đến 5 cân khi tham gia khóa tập của Tùng Pháo Đùng này, Tùng Pháo Đùng sẽ hoàn phí 100% và bỏ đi, bỏ nghề. Rồi, một trong những bài tập về chân mông mà nó gọi là gì, không thể sợ được hơn, đấy là bài con cua bò. Ngang như con cua bò. Nào, chúng ta để tay như này để chúng ta cùng bò cua. 3, 2, 1, xuống sâu. Kịch, ngắn chân thôi. Kịch, ngắn chân thôi. Đừng bước dài. Kịch, rồi. Về. À, đó, các bạn nhìn thấy không? Về. Các bạn nhìn thấy không? Bạn ấy cười là bởi vì bạn ấy biết là Tùng mệt, Tùng dừng lại. Tùng dừng lại, đuổi ra bên này. Yes. Ok. Bước nhỏ anh nhá. Chúng ta bước như này. Rồi chúng ta bước về thả một lần nữa là chúng ta ok. Yes. 5 4 3 2 bước về giữa thảm. Yes. Bước 3 2 ok à. Ok à. Và chúng ta vừa tập xong một bài ngang như con cua bò như vậy, chúng ta tập thành 4 hiệp như vậy. Chúng ta nghỉ 2 giây, 20 giây là chúng ta tập thành 4 hiệp như vậy nhá. 4 hiệp như vậy. Bài thứ tư của chúng ta, bài thứ tư của chúng ta lại căng, căng đét. Chúng ta có thể cầm tạ, đây cầm tạ. Đấy, chúng ta có thể cầm tạ giơ lên như này. Có nhiều cách cầm tạ, chúng ta có thể giữ như này, hoặc chúng ta có thể cầm như này. Ok không ạ? Hoặc chúng ta không có gì. Đó, tùy theo kháng lực của mọi người và chúng ta sẽ tập thử nhá. 3 2 1 xuống ạ. Kịch, đổ sang bên này. Hết cỡ. Kịch, đổ sang chân bên này. Hết cỡ, chúng ta phải căng hết chân nhá. Đùi chúng ta căng hết chân này. Các bạn thấy không ạ? Căng. Đó. Căng. Đó. Căng. Đó. Căng. Đó. Căng. Đó, thấy không? Rất sướng. Đó. Ai nhiều Tùng thích nhất thể loại này. Thì thể loại này không phải làm Tùng sắc. 5 xuống 4. Thực sự chứ em mà chơi các bài này thì mông nó ngon. Vỗ nó không phải là tẹt 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 tẹt. Có nghĩa là gì? Vỗ tẹt tẹt là mông nó lép. Còn vỗ mà nó bạch 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 thì là mông nó mẩy. Thì chứ em thì không được tẹt mà phải bạch. Bạch 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 bạch. Mẩy hiểu không? Bạch. 3 cái nữa. Bạch. 2 cái nữa. Bạch. Cái cuối cùng. Yes, ok. Chúng ta tập như vậy lại tiếp tục là bao nhiêu? 4 hiệp. Mỗi hiệp chúng ta tập 20 lần. Và thời gian nghỉ 20 lần làm sao? Là 20 giây. Rồi, thời gian nghỉ từ động tác này sang động tác kia là 30 giây. Xuống, xuống, bật. Xuống, bật. Xuống, bật. Bật chậm thôi. 1. Chậm thôi. Đó. 5 cái. 4 cái. Bật. Bật. 5 cái nữa. 5. 4. 3. 5 cái nữa. 5. 4. 3. 2. Bớt lắm 5 cái nữa. 5. 4. 3. Tiến. 2. Bớt lắm 5 cái nữa. 5. 4. 3. 2. 0. Xoay mông ạ. Các bạn nữ của Tùng xoay mông ạ. Xoay mông ạ. Đó. Các bạn thấy chưa? Đó. Ngon nhá. Tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tục. Quá thức cầm mồ hôi. Bài tiếp theo. Bài tiếp theo về chân mông của chúng ta là bài 2. 1. Và động tác thứ 5 của chúng ta là động tác này. Đó. Chậm rồi. Kịch. Kịch. Khi chúng ta xoay này này, các bạn nhìn này. Xuống này, chân mông này. Xoay này. Xuống này. Khi xoay này các bạn thấy cái ăn cái phần đáy mông không? Đó. Và các bạn để ý là cái mũi chân của chúng ta nó phải vuông góc này. Chuẩn bị này, các bạn nhìn nhá. Mũi chân này. Đầu gối gần với mặt đất. Ok không ạ?
đó, đầu gối này gần với mặt đất, đó. Yes, chúng ta làm 5 lần nữa. 5. Yes. 4. Yes. Bằng. Yes. 3. Đó. Chúng ta cứ chơi như vậy thì chúng ta ăn rất là ăn. 2. Và chúng ta còn duy nhất là 3 lần nữa. 3. Thôi, hết rồi, đùa rồi, hết rồi. Hết rồi. Và còn một bài nữa. Đây là một trong những bài tập thử của Tùng. Mọi người có. Nào, 3, 2, 1, bắt đầu lên tập. Tập đi Linh. Không tập. Tập tiên tập chưa đi. 3, 2, em làm cho tay. 3, 2, thì tập đi. 3, 2, 1, 1. Thì người thầy thầu em rồi. Ít TikTok của. Ít TikTok. Ngày đầu tiên là anh bỏ nghề đấy em ạ. Nào, chúng ta lại chết cả cười mất. Con Linh này nó xem TikTok nhiều, nó vừa đoán ra. Rồi, bắt đầu nhá. Và bắt đầu nhá. Xong chưa? Chậm thôi, cái này chậm thôi. Và một trong những động tác mà siêu kinh điển, người ta gọi là Queen of Gym, đó là một trong những động tác này. Được đặt deadlift, nó giúp cho phụ nữ ăn vào chân mông rất là nhiều và nó giúp tăng cái hormone của nữ lên, cũng như là giúp cho chúng ta khỏe hơn rất là nhiều. Khỏe rất là nhiều. Ok không ạ? Và chúng ta hãy tiếp tục với bài đó. Deadlift 3, 2, 1, bắt đầu. Yes, ok. Đó, các bạn nhìn thấy không? Cái phần đùi của chúng ta ấy, bây chúng ta di chuyển cái cơ đùi này như này và đẩy cái mông căng ra sau hết cỡ. Đó, cái mông của chúng ta sẽ được đẩy ra căng đằng sau hết cỡ. Yes, các bạn thấy không? Như kiểu là đằng sau chúng ta ấy là một cái gì ạ? Là một cái bức tường. Đằng sau chúng ta là một bức tường này. Xuống này. Đấy, đẩy mông vào bức tường. Và một trong những động tác này mà mọi người dễ bị sai lầm nhất đấy là gì ạ? Chúng ta thẳng chân, chúng ta đẩy như này là bị sai, các bạn thấy không? Nó phải chùm cái mông xuống. Đấy. Và để chúng ta liên tưởng nó dễ nhất thì các bạn có thể liên tưởng động tác này. Một trong những tư thế mà rất là nhiều người thích đấy là tư thế các bạn hiểu không? Đấy, giống không? Giống không? Đẩy mông ra đằng sau. Đó. Đẩy mông ra đằng sau. Đó, hiểu không? Đẩy mông ra đằng sau. Rất dễ. Nên là chúng ta mà tập mà cái chân chúng ta căng lên thì chúng ta hãy nhớ là đẩy mông ra đằng sau. Rồi, bài nữa. 3 2 Yes, ok. Rồi, đây là động tác về deadlift và chúng ta tập tổ hợp như thế này. 4 hiệp, mỗi hiệp 20 cái là chúng ta perfect luôn. Sao? Nhỉ? Yeah, xong rồi đấy. Perfect luôn. Rồi, chào khán giả tôi đây. Ra trả bài giả rồi. Yes, rồi ôi các bạn ơi, đầm đìa mồ hôi buổi tập của chúng ta đã xong rồi. Và hãy cùng nhau lau những giọt nước mồ hôi tung tóe trên cơ thể chúng ta nào. Lau nó phải điệu. Lau xuống mình. Và đây là một series bài tập dành cho chân mông cô lập. Và chân mông cô lập thì nó là một cái nhóm cơ rất là lớn. Thành ra đây là những bài tập giúp cho các bạn tiêu hao calo rất là cao. Cũng như là khi chúng ta tập chân mông cô lập như vậy, chúng ta sẽ được gồng phần co của chúng ta, nên là chúng ta cũng sẽ ăn vào bụng của chúng ta rất là lớn. Và không thể nào trong một tuần chúng ta có thể thiếu được 1 đến 2 buổi chân mông cô lập này. Nếu các bạn muốn có một giáo án chuẩn chỉ hơn, chế độ ăn hiệu quả hơn thì hãy lập tức hỏi fanpage đăng ký khóa tập cút online của Tùng Pháo Đùm. Mọi người hiểu không? Để làm sao? Để chúng ta sẽ cùng được cái như thế này này. Piu, 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 piu. Ok.